Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Minh Châu, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chuyên đề ôn tập đại cương về kim loại. Nội dung ôn tập hôm nay gồm 6 phần. Thứ nhất, 1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn cấu tạo nguyên tử. 2. Tính chất vật lý. 3. Tính chất hóa học. 4. Dãy điện hóa của kim loại. 5. Sự ăn mòn kim loại. 6. Điều chế kim loại. Trước tiên, chúng ta cùng đi ôn tập nội dung thứ nhất. 1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn cấu tạo nguyên tử. Như các em đã biết, kim loại thuộc nhóm 1A trừ hydro, nhóm 2A, nhóm 3A trừ bo và một phần nhóm 4A, 5A, 6A. Ngoài ra, kim loại còn thuộc từ nhóm 1B đến nhóm 8B và thuộc hai họ lantan và actini trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử kim loại thường có ít electron ở lớp ngoài cùng. Chúng thường có 1, 2 hoặc 3 electron. Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau bằng liên kết kim loại, tạo nên mạng tinh thể kim loại. Tiếp theo, chúng ta đi ôn tập nội dung thứ hai, tính chất vật lý. Tính chất vật lý của kim loại được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất, đó là tính chất vật lý chung. Thứ hai là tính chất vật lý riêng. Tính chất vật lý chung của kim loại gồm tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim. Đặc biệt chú ý, kim loại có tính dẻo cao nhất, đó là vàng, sau đó đến bạc, nhôm và sắt. Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất, đó là bạc, sau đó đến đồng, vàng, nhôm và sắt. Các tính chất vật lý chung của kim loại đều được gây nên do các electron tự do. Tính chất vật lý riêng của kim loại gồm tính cứng, khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy. Kim loại có tính cứng lớn nhất đó là chrome. Kim loại có tính cứng nhỏ nhất là cesi. Khối lượng riêng lớn nhất đó là oxymi. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là niti. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là wolfram. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân. Các tính chất vật lý riêng được gây nên do kiểu mạng tinh thể khác nhau, bán kính nguyên tử, vân vân. Tiếp theo, chúng ta đi ôn tập nội dung thứ ba, tính chất hóa học. Như các em đã biết, nguyên tử kim loại thường có bán kính lớn và có ít electron ở lớp ngoài cùng. Vì vậy, khi tham gia vào các phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại có xu hướng nhường electron và thể hiện tính khử. Tính khử của kim loại thể hiện trong phản ứng tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với nước, tác dụng với dung dịch muối. Kim loại có thể tác dụng với một số phi kim như halogen, oxy, lưu huỳnh. Các phản ứng này thường xảy ra khi đun nóng. Riêng thủy ngân có thể tác dụng với lưu huỳnh ở điều kiện thường, nên ứng dụng dùng để khử độc thủy ngân khi rơi vãi. Với axit được chia ra làm hai loại, đó là axit chlorhydric và axit sulfuric loãng, và dung dịch axit sulfuric đặc, axit nitric. Với axit chlorhydric và axit sulfuric loãng thì sản phẩm thu được đó là muối và giải phóng khí hydro. Điều kiện kim loại đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Nếu kim loại đứng sau hydro trong dãy điện hóa thì kim loại đó sẽ không tác dụng được với dung dịch axit chlorhydric và axit sulfuric loãng. Với dung dịch axit sulfuric đặc và axit nitric thì các em cần chú ý, hầu hết các kim loại đều phản ứng với dung dịch axit nitric, axit sulfuric đặc trừ vàng và platin. Và đặc biệt, nhôm, sắt, chrome thụ động với axit nitric và axit sulfuric đặc nguội. Nên người ta có thể dùng bình bằng nhôm hoặc bình bằng sắt để vận chuyển axit nitric hoặc axit sulfuric đặc nguội từ nơi này đến nơi khác. Kim loại có thể tác dụng với nước, tạo dung dịch kiềm, giải phóng khí hydro. Các kim loại khử mạnh nước ở điều kiện thường gồm kim loại kiềm thổ trừ peri và magie. Kim loại có thể tác dụng với dung dịch muối. Kim loại đứng trước trong dãy điện hóa có thể khử ion kim loại đứng sau. Điều kiện là kim loại đó không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Tính chất hóa học của kim loại, đây là phần rất quan trọng, thường gặp trong đề thi như câu hỏi lý thuyết và bài tập. Vì vậy,
các em cần chú ý để chúng ta làm bài thật tốt. Tiếp theo, chúng ta đi ôn tập nội dung thứ tư, dãy điện hóa của kim loại. Các em đã được học dãy điện hóa của kim loại. Đặc biệt, chú ý trong dãy điện hóa của kim loại có cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng, nằm giữa cặp đồng 2 cộng trên đồng và bạc cộng trên bạc. Và trong dãy điện hóa của kim loại theo chiều từ trái sang phải thì tính oxy hóa của ion kim loại tăng dần, còn tính khử của kim loại thì giảm dần. Dựa vào dãy điện hóa của kim loại, ta có thể xác định được chiều của phản ứng theo quy tắc alpha. Đó là chất oxy hóa mạnh tác dụng được với chất khử mạnh để tạo ra chất oxy hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn. Cô lấy ví dụ, chúng ta xét cặp oxy hóa khử sắt 2 cộng trên sắt đứng trước cặp đồng 2 cộng trên đồng. Vậy, theo quy tắc alpha, các em sẽ xác định được chiều của phản ứng, đó là ion đồng 2 cộng là chất oxy hóa mạnh đã tác dụng được với chất khử mạnh, đó là sắt, để tạo ra chất oxy hóa yếu hơn, đó là sắt 2 cộng, và chất khử yếu hơn, đó là đồng. Vậy, các em có thể viết phương trình dưới dạng ion rút gọn, đó là đồng 2 cộng cộng sắt để tạo ra sắt 2 cộng cộng đồng. Nội dung ôn tập thứ 5, đó là sự ăn mòn kim loại. Khái niệm sự ăn mòn kim loại nó chính là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. Lúc này, kim loại từ không đã bị oxy hóa nên ion Mn cộng và tách ra Ne. Về phân loại, sự ăn mòn kim loại được chia ra làm hai loại, đó là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học. Khái niệm ăn mòn hóa học là quá trình oxy hóa khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. Còn ăn mòn điện hóa học là quá trình oxy hóa khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện ly và tạo nên dòng electron chuyển rời từ cực âm đến cực dương, tạo thành dòng điện. Điều kiện để xảy ra sự ăn mòn điện hóa học đó là phải có 3 điều kiện. Thứ nhất, các điện cực phải khác nhau về bản chất, có thể hai kim loại khác nhau hoặc kim loại với phi kim. Các điện cực này phải tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gián tiếp với nhau qua dây dẫn. Và các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện ly. Nếu thiếu một trong 3 điều kiện trên sẽ không xảy ra sự ăn mòn điện hóa. Trong thực tế, chúng ta thấy có rất nhiều các công trình đã bị phá hủy do sự ăn mòn kim loại gây ra, nên cần có biện pháp để chống ăn mòn kim loại. Có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp bảo vệ bề mặt, dùng biện pháp như sơn, mạ, tráng men để phủ lên bề mặt của kim loại. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp điện hóa, dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để làm vật hy sinh. Ví dụ trong thực tế, chúng ta có thể gắn một khối kẽm vào vỏ tàu biển, thì lúc này khối kẽm sẽ bị ăn mòn thay cho vỏ tàu biển và vỏ tàu biển sẽ được bảo vệ. Nội dung ôn tập tiếp theo đó là 6. Điều chế kim loại. Nguyên tắc để điều chế kim loại đó là khử các ion kim loại thành nguyên tử. Mn cộng lúc này sẽ nhận Ne để về M0. Phương pháp điều chế kim loại có 3 phương pháp. Thứ nhất, đó là nhiệt luyện. Thứ hai, đó là thủy luyện. Và thứ ba, là điện phân. Trong điện phân được chia ra làm 2 loại, đó là điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch. Về tác nhân của quá trình nhiệt luyện đây, đó là các chất khử mạnh như carbon, hydro, carbon monoxid, nhôm, vân vân. Tác nhân của phương pháp thủy luyện đó là kim loại có tính khử mạnh như sắt, kẽm, vân vân. Tác nhân của điện phân đó là dùng dòng điện một chiều. Về phạm vi áp dụng thì nhiệt luyện thường dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình như kẽm, sắt, thiếc, chì, vân vân. Thủy luyện thì thường dùng để điều chế kim loại có tính khử yếu như đồng, bạc, vàng, vân vân. Còn điện phân nóng chảy thường dùng để điều chế kim loại từ nhôm trở về trước trong dãy điện hóa. Điện phân dung dịch thường dùng để điều chế kim loại sau nhôm trong dãy điện hóa. Như vậy, chúng ta đã ôn tập xong toàn bộ phần lý thuyết của chương đại cương về kim loại.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi làm bài tập định tính để củng cố lại phần lý thuyết trên. Câu hỏi số 1. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại? A. Tính dẻo. B. Tính dẫn điện. C. Tính dẫn nhiệt. D. Tính cứng. Các em hãy suy nghĩ. Chắc hẳn các em đã đưa ra được đáp án của mình. Vậy chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Đó là D. Tính cứng. Câu số 2. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Các nguyên tố nhóm 1A, 2A, 3A đều là kim loại. B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại đều ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể. C. Các nguyên tố nhóm 4A đều là phi kim. D. Hầu hết các nguyên tử kim loại đều có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình. Chúng ta cùng kiểm tra các đáp án. Với phương án A, đây không phải là đáp án đúng bởi vì nhóm 1A phải trừ hydro, nhóm 3A phải trừ bo. Phương án B không phải là đáp án đúng bởi vì thủy ngân ở thể lỏng. Đáp án C không phải là đáp án đúng bởi vì các nguyên tố nhóm 4A nằm phía dưới của bảng tuần hoàn là kim loại. Đáp án D, đây là đáp án đúng. Đó là đáp án chính xác. Câu số 3. Kim loại nào sau đây được dùng làm dây tóc bóng đèn? A. Wolfram. B. Bạc. C. Chrome. D. Nickel. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Vậy đáp án ở đây đó chính là A. Wolfram. Bởi vì wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Câu số 4. Kim loại đồng không tham gia phản ứng với chất nào dưới đây? A. Oxy. B. Axit sulfuric đặc. C. Dung dịch bạc nitrat. D. Dung dịch axit chlorhydric. Đây là dạng câu 45 trong đề minh họa năm 2020. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình. Chắc hẳn các em đã đưa ra được đáp án của mình rồi, đúng không nào? Vậy chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Đồng là kim loại đứng sau hydro trong dãy điện hóa. Vì vậy, đồng không tác dụng với dung dịch axit chlorhydric. Vậy đáp án ở đây là đáp án D. Tiếp theo, câu số 5. Cặp kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng cả 3 phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân? A. Nhôm đồng. B. Canxi sắt. C. Đồng trì. D. Magie nickel. Và đây cũng là một dạng câu 50 của đề minh họa năm 2020. Vậy các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình. Chắc hẳn các em đã đưa ra được đáp án của mình rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án. Ở đây, phương án A có nhôm, phương án B có canxi, phương án D có magie. Cả ba kim loại này, đây đều là các kim loại hoạt động mạnh. Vì vậy, có một phương pháp duy nhất để điều chế các kim loại này, đó chính là điện phân nóng chảy. Vì vậy, đáp án ở đây là đáp án C. Đồng trì sẽ được điều chế bằng cả ba phương pháp. Tiếp theo, các em cùng suy nghĩ tiếp câu số 6. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm đồng 2 oxit, nhôm oxit, magie oxit nung nóng. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn gồm A. Đồng, nhôm, magie. B. Đồng, nhôm, magie oxit. C. Đồng, nhôm oxit, magie. D. Đồng, nhôm oxit, magie oxit. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình. Chắc là các em đã đưa ra được đáp án của mình rồi. Vậy chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Như các em đã biết, carbon monoxide có thể khử được các oxit đứng sau nhôm trong dãy điện hóa. Vậy ở đây carbon monoxide chỉ có thể khử được đồng 2 oxit. Vậy đáp án ở đây là đáp án D. Tiếp theo, các em cùng suy nghĩ câu số 7.
Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn điện hóa? A. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển. B. Sự rỉ của gang trong không khí ẩm. C. Nhúng thanh sắt trong dung dịch axit sulfuric có nhỏ vài giọt dung dịch đồng sunfat. D. Nhúng thanh đồng trong dung dịch sắt 3 sunfat có nhỏ vài giọt dung dịch axit sulfuric. Đây là dạng câu 63 trong đề minh họa năm 2020. Vậy các em hãy suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời của mình. Chắc hẳn các em đã có đáp án của mình rồi. Vậy chúng ta cùng xem đâu là đáp án đúng. Với trường hợp A, B, C, cả ba trường hợp này đều xảy ra sự ăn mòn điện hóa bởi vì đều thỏa mãn ba điều kiện của sự ăn mòn điện hóa. Với phương án D, đồng lúc này khử sắt 3 về sắt 2. Như vậy thì không thỏa mãn cái điều kiện số 1 xảy ra sự ăn mòn điện hóa, đó là phải có hai điện cực khác nhau tiếp xúc với nhau. Vì vậy, đáp án ở đây là đáp án D. Tiếp theo, chúng ta suy nghĩ câu số 8. Cho một lượng sắt lần lượt tác dụng với các dung dịch sắt 3 clorua, nhôm clorua, đồng sunfat, axit cloric, axit nitric dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt 2 là A 3, B 4, C 5, D 2. Đây là dạng câu 65 trong đề minh họa năm 2020. Vậy các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án để lựa chọn. Chắc là các em đã đưa ra đáp án của mình rồi. Vậy các em hãy cùng hướng lên màn hình để chúng ta kiểm tra các đáp án. Ta thấy cặp oxy hóa khử sắt 2 cộng trên sắt đứng trước cặp oxy hóa khử sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Vì vậy sắt có thể khử được sắt 3 về sắt 2. Sắt là kim loại đứng sau nhôm trong dãy điện hóa. Vì vậy sắt không tác dụng được với nhôm clorua. Sắt là kim loại đứng trước đồng trong dãy điện hóa và như vậy sắt có thể tác dụng được với dung dịch đồng sunfat để tạo ra muối sắt 2. Sắt là kim loại đứng trước hydro trong dãy điện hóa, vì vậy sắt có thể tác dụng với axit cloric để tạo muối sắt 2. Như vậy đáp án đây là đáp án A. Có 3 trường hợp. Như vậy các em đã học xong toàn bộ phần lý thuyết. Tiếp theo chúng ta sẽ đi làm một số bài tập định lượng để củng cố phần lý thuyết trên. Bài tập số 1. Hỗn hợp X nặng 24,6g gồm nhôm, sắt, kẽm. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit cloric, thấy có 1,12 lít khí hydro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A 30,18g, B 28,15g, C 26,81g và D 18,32g. Các em hãy suy nghĩ. Chắc là các em đã đưa ra được đáp án của mình. Vậy chúng ta cùng quan sát. Đầu bài cho 3 kim loại tác dụng với axit tạo muối giải phóng khí hydro và đồng thời đã cho số mol của khí hydro, cho biết được khối lượng của 3 kim loại và yêu cầu đi tìm khối lượng muối. Thông thường với những bài tập kim loại tác dụng với axit, các em thường viết phương trình, đặt ẩn, lập hệ phương trình để giải ra tìm được số mol của các kim loại và tìm được số mol của muối. Tuy nhiên với bài tập này, nếu các em làm như vậy sẽ không giải ra được bởi vì sẽ có 3 ẩn và có 2 phương trình. Nên phương pháp để giải dạng bài tập này đó là chúng ta sử dụng bảo toán nguyên tố và bảo toán khối lượng. Trong đó, định luật bảo toán nguyên tố phát biểu đó là tổng số mol nguyên tố trước phản ứng bằng tổng số mol của nguyên tố sau phản ứng. Với định luật bảo toán khối lượng thì tổng khối lượng chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm. Vậy áp dụng định luật bảo toán nguyên tố với bài tập này thì từ cái số mol của khí hydro là 0,05, bảo toán nguyên tố với hydro, các em sẽ tính được ra số mol của ion H+. Số mol ion H+ sẽ bằng 2 lần số mol của khí hydro. Và biết số mol axit, tức là biết số mol H+, ta sẽ tính được ra số mol của ion clo trừ.
và từ đó các em sẽ áp dụng công thức khối lượng muối lúc này sẽ bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng của gốc clorua. Và từ đó các em nắp số khối lượng và nắp số mol vào để chúng ta tính được ra khối lượng đây là 28,15 gram. Như vậy đáp án ở đây là đáp án B. Đây là dạng câu 5-5-5-6 trong đề minh họa năm 2020. Tiếp theo, các em đi làm bài tập số 2. Cho 35,75 gram một kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch axit nitric, thu được hỗn hợp khí chứa 0,1 mol nitơ monoxit và 0,2 mol di nitơ oxit, không có sản phẩm khử khác. Kim loại đó là A. Magie, B. Kẽm, C. Đồng, D. Niken. Các em hãy suy nghĩ bài tập. Chắc hẳn các em đã đưa ra được phương pháp giải. Vậy tiếp theo, cô hướng dẫn. Với bài tập này, các em tóm tắt sơ đồ. Các em thấy kim loại đã bị oxy hóa từ 0 lên số xóa là dương 2. Nitơ dương 5 đã bị khử về nitơ dương 2 và nitơ dương 1. Với bài tập này, người ta đã cho biết số mol của hai khí và biết khối lượng của kim loại, đi tìm kim loại. Để giải bài tập này có rất nhiều cách, các em có thể viết phương trình phản ứng, sau đó các em nắp số liệu vào để chúng ta tính toán. Tuy nhiên, nếu các em viết phương trình thì rất dài, nên cô hướng dẫn các em nên sử dụng một phương pháp giải nhanh hơn, đó là áp dụng định luật bảo toàn E. Để sử dụng phương pháp định luật bảo toàn E này, các em làm theo các bước như sau. Bước 1, tóm tắt sơ đồ phản ứng, xác định số oxy hóa để tìm ra đâu là chất khử, đâu là chất oxy hóa. Bước 2, các em viết quá trình oxy hóa và quá trình khử. Bước 3, thiết lập biểu thức liên quan đến định luật bảo toàn E, tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận. Vậy, với bài tập này, các em sẽ áp dụng định luật bảo toàn E, ta sẽ có cái biểu thức như sau. Lúc này kim loại từ 0 bị oxy hóa lên dương 2, tức là kim loại đã nhường đi 2 electron. Vậy số mol E nhường đây sẽ bằng 2 lần số mol của kim loại M. Còn nitơ dương 5 bị khử về nitơ dương 2, nhận 3 electron. Và như vậy số mol E nhận của quá trình này sẽ bằng 3 lần số mol khí nitơ monoxit. Nitơ dương 5 bị khử về nitơ dương 1. Như vậy lúc này nitơ đã nhận 4 electron. Nhưng vì có 2 nguyên tử nitơ nên nitơ lúc này sẽ nhận 8 electron. Vậy số mol E nhận của quá trình này sẽ bằng 8 lần số mol đi nitơ oxit. Vậy áp dụng bảo toàn E, các em có tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận. Và thay số vào, các em sẽ có được 2 lần, đây là số mol của kim loại M bằng cách là lấy khối lượng chia cho nguyên tử khối, thì bằng 3 lần số mol nitơ monoxit và 8 lần số mol đi nitơ oxit. Giải phương trình này, các em sẽ tìm ra được nguyên tử khối của kim loại bằng 65 và đó là kẽm. Đây là một dạng ở câu 56 và câu 69 trong đề minh họa năm 2020. Tiếp theo, các em suy nghĩ bài tập số 3. Nhúng một thanh sắt vào dung dịch chứa đồng sun phát, sau phản ứng thấy khối lượng thanh sắt tăng 1,2 gram. Giả sử toàn bộ lượng đồng sinh ra bám trên thanh sắt. Vậy khối lượng đồng sinh ra sau phản ứng là A. 1,2 gram, B. 9,6 gram, C. 6,4 gram và D. 3,2 gram. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra phương pháp để giải bài tập này. Các em cùng đọc đề bài, ta thấy trong bài tập này có sự tăng giảm về khối lượng của kim loại. Ở đây cụ thể là đã có khối lượng thanh sắt tăng 1,2 gram. Và phương pháp để giải những dạng bài tập như này, đó là chúng ta có thể áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. Khối lượng thanh kim loại tăng sẽ bằng khối lượng kim loại sản phẩm trừ đi khối lượng kim loại tham gia phản ứng. Còn nếu khối lượng thanh kim loại giảm sẽ bằng khối lượng kim loại tham gia phản ứng trừ đi khối lượng của kim loại sản phẩm. Vậy với bài tập này, cô hướng dẫn như sau. Các em viết phương trình phản ứng, sau đó gọi giả sử số mol sắt phản ứng là X thì số mol đồng sinh ra cũng sẽ là X. Sau đó chúng ta vận dụng cái biểu thức của tăng giảm khối lượng, đó là gì? Khối lượng thanh kim loại tăng bằng khối lượng kim loại sản phẩm trừ khối lượng kim loại tham gia phản ứng. Vậy lúc này khối lượng kim loại sản phẩm lúc này nó sẽ là đồng. Vậy
ta sẽ có biểu thức 64 là nguyên tử khối cô đồng nhân x trừ đi khối lượng phản ứng ở đây là 56, kim loại phản ứng 56 nhân x và bằng 1,2. Từ đó các em giải ra tìm được x bằng 0,15. Và từ đó các em tính được ra khối lượng của đồng phản ứng là khối lượng của đồng sinh ra là 9,6 gram. Như vậy đáp án ở đây là đáp án B, 9,6 gram. Tiếp theo chúng ta đi làm một số bài tập áp dụng. Bài tập số 1, khử 50 gram hỗn hợp A gồm các oxit sắt 2 oxit, sắt 3 oxit, sắt 4 oxit, đồng 2 oxit bằng khí carbon monoxit ở nhiệt độ cao. Người ta thu được 45,2 gram hỗn hợp rắn X và V lít khí carbon dioxide ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là A. 13,44, B. 6,72, C. 2,24, D. 4,48. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án. Chắc hẳn các em đã đưa ra phương án giải và đưa ra được đáp án của mình. Vậy cô hướng dẫn chúng ta cùng quan sát. Đầu bài cho hỗn hợp các oxit, cô coi giả sử đây là MXOY. Khi cho tác dụng với carbon monoxit sẽ thu được hỗn hợp rắn X và khí carbon dioxide. Ở đây các em nhìn thấy có sự bảo toàn nguyên tố, đó là số mol oxy trong oxit phản ứng bằng số mol carbon monoxit phản ứng và cũng chính là bằng số mol của carbon dioxide sinh ra. Vậy các em chỉ việc lấy cái khối lượng ban đầu hỗn hợp A là 50 trừ đi khối lượng chất rắn sau là 45,2 và chia cho 16 là nguyên tử khối của oxy thì các em sẽ tính được ra cái số mol của oxy trong oxit phản ứng và từ đó các em tính được ra cái số mol của khí carbon dioxide cũng là 0,3 và ta tính được ra V ở đây là 6,72 lít. Như vậy đáp án ở đây là đáp án B. Tiếp theo các em làm bài tập số 2 để áp dụng các phương pháp trên. Cho M gam magie tác dụng với 0,25 mol oxy. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch axit sulfuric loãng dư thu được 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy giá trị của M là A 14,4, B 8,4, C 12, D 2,4. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án. Chắc là các em đã đưa ra được cái đáp án của mình. Vậy các em hãy cùng hướng lên bảng. Cô tóm tắt sơ đồ như sau. Lúc này magie đã tác dụng được với oxy để tạo ra hỗn hợp chất rắn. Sau đó chất rắn đã tác dụng được với dung dịch axit sulfuric loãng để tạo thành muối, giải phóng khí hydro và trong sản phẩm có cả nước. Nhìn vào sơ đồ này, các em thấy có sự thay đổi số oxy hóa. Magie lúc này từ 0 đã bị oxy hóa lên dương 2. Còn oxy 0 đã bị khử về oxy trừ 2. Hydro từ dương 1 đã bị khử về hydro 0. Như vậy thì với bài tập này, các em sử dụng phương pháp đó là định luật bảo toàn E. Và áp dụng bảo toàn E, các em có một biểu thức ở đây đó là magie 0 lên magie dương 2, như vậy nhường 2E, tức số mol E nhường của quá trình này bằng 2 lần số mol của magie. Oxy 0 về oxy trừ 2 nhận 2E, nhưng vì có 2 nguyên tử oxy nên đã nhận 4 electron. Vậy số mol E nhận của quá trình này là 4 lần số mol của khí oxy. Hydro từ dương 1 về hydro 0, như vậy nhận 1 electron. Nhưng vì có 2 hydro nên nhận 2 electron. Và số mol E nhận của quá trình này bằng 2 lần số mol hydro. Và từ đó các em lắp số liệu vào, các em sẽ có được là 2 lần số mol magie bằng 0,25 x 4, tức là bằng số mol oxy x 4, cộng với số mol của khí hydro nhân với 2 và bằng 1,2. Từ đó các em tính ra được số mol của magie là 0,6 và từ đó tính được khối lượng của magie là 14,4 gram. Như vậy đáp án ở đây là đáp án A. Vậy là chúng ta đã ôn tập xong toàn bộ chuyên đề ôn tập đại cương về kim loại. Về nhà, các em học bài, làm bài tập chuyên đề ôn tập đại cương về kim loại. Ôn tập lại kiến thức bài kim loại kiềm thổ và hợp chất ở trong sách giáo khoa. Cô chúc các em có một sức khỏe thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Cô chào các em.